Có thể rằng là Trinh hát không được hay, nhưng mà bản thân của mình thì lúc nào cũng rất là thích được nhẩm theo ca từ của một ca khúc rất là quen thuộc từ thuở ấu thơ của mình, đó chính là ca khúc Trái đất này là của chúng mình. Và ngày hôm nay thì Trinh cảm thấy mình rất là may mắn khi trong chương trình Tự hào miền Trung, mình được có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng với người nhạc sĩ đã sáng tác lên ca khúc Trái đất này là của chúng mình. Chương trình Tự hào miền Trung do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng phối hợp cùng với công ty truyền thông Nguyên thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Bihuda Động tình miền Trung thuộc tập đoàn Casper. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình quý vị nhé. Nhạc sĩ Trương Quang Lục sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933, quê ở tỉnh Khê, Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng, nay đã nghỉ hưu và cư trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là cán bộ văn hóa, văn nghệ của cơ quan đường sắt Liên Khu 5, là thanh niên xung phong của Liên Khu và là cán bộ phong trào kiêm nhạc sĩ sáng tác. Sau hòa bình, ông tập kết ra miền Bắc học Đại học Bách Khoa rồi làm kỹ sư hóa chất ở nhà máy Super Phosphate Lâm Thao, Phú Thọ. Nhưng ông vẫn dành nhiều tâm huyết và thời gian sáng tác ca khúc, nhiều tác phẩm đã ra đời ở đó. Ông đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007, Huy chương vì sự nghiệp âm nhạc, Huy chương vì thế hệ trẻ, cùng nhiều giải thưởng khác về các tác phẩm âm nhạc. Dạ, Tú Trinh xin được chào nhạc sĩ Trương Quang Lục. Dạ, cảm ơn bác. Chào cô bạn. Dạ, đã dành cho con một buổi hẹn ngày hôm nay trong chương trình Tự hào miền Trung. Lúc này thì ở trong khuôn viên của Hội Nhạc sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, chắc hẳn là nơi mà nhạc sĩ Trương Quang Lục là thường xuyên dành thời gian để đến đây tham gia và sinh hoạt, đúng không ạ? Có thể nói đây là cái nơi gặp gỡ của anh em nhạc sĩ ở thành phố mang tên bác. Dạ. Cho nên tôi là cũng một thành viên trong Hội Âm nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên thường xuyên mình hay đến đây để gặp gỡ anh em, trao đổi về nghiệp vụ, về sáng tác. Tú Trinh được biết đó, những hoạt động của nhạc sĩ Trương Quang Lục là còn trải rộng ra khắp cả nước nữa, có đúng không ạ? Vâng, đúng. Có thể nói là khi còn trẻ, dạ, thì là ở Nam Trung Bộ, thì lên Tây Nguyên, ra Thừa Thiên, vào Bình Định, rồi khi tập kết ra Bắc thì cũng đi nhiều nơi, rồi sau giải phóng thì là vào sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, công tác Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau đó rồi thì tôi vẫn tranh thủ đi nhiều nơi ở đất nước. Có thể nói dấu chân của tôi đã in khắp rải các nơi. Và từ đó thì mình cũng có cái cảm hứng để sáng tác trên những nơi đó. Quý vị thân mến, lúc này đây thì Tú Trinh đang có mặt tại một không gian rất là ấm cúng, và như quý vị cũng thấy là có rất là nhiều những kỷ vật gắn bó với cuộc đời hoạt động âm nhạc nghệ thuật của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Tú Trinh khi mà tìm hiểu về tiểu sử của nhạc sĩ thì có một thông tin khá là thú vị, đó chính là trước năm 1975 thì nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác nhiều bài hát cho những người lớn, người trưởng thành, và cũng có sáng tác nhạc cho thiếu nhi nhưng mà rất là ít. Thế nhưng sau năm 1975 thì lại là một sự chuyển ngược lại. Không biết là cơ duyên nào đã đưa nhạc sĩ đến với lại những sáng tác cho thiếu nhi ạ? Sở dĩ mình nghiên viết về thiếu nhi là vì hồi đó cái tổ chức UNICEF, tức là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, họ có động viên nhạc sĩ toàn thế giới, chứ không riêng Việt Nam nhé, viết cho trẻ con về đề tài hòa bình. Thì Việt Nam mình cũng có cuộc vận động để hưởng ứng UNICEF của Liên Hợp Quốc.
Thì trong cuộc vận động đó thì tôi có tham gia cái bài Trái đất này là của chúng mình, à, theo lời thơ của Định Hải. Và nó cũng có một cái điều may mắn thôi, chứ không phải tài ba gì. Thì bài đó là được trúng giải nhất cùng với một bài nữa, và được giới thiệu đi quốc tế để mà cho mấy em nhỏ trên toàn thế giới hát. Mà Tú Trinh còn được biết là có nhiều bạn bè quốc tế là cũng có thể nhẩm hát theo bài hát Trái đất này là của chúng mình. Thì không biết là có kỷ niệm nào đáng nhớ mà nhạc sĩ muốn chia sẻ không ạ? Quốc tế mà hát thì trên mạng cũng như thực tế tôi đã nhận được những cái đĩa video. Thì đặc biệt là ở Canada thì là họ có một cái cuộc đại hội 31 các dân tộc ở một cái bang tên là bang Yukon ở Canada. Thì họ đã lấy cái bài Trái đất này của chúng mình để làm bài hát chủ đề mà họ gọi là theme song. Phải nói là mình rất là xúc động khi thấy nửa vòng trái đất mà có một cái bài hát của Việt Nam mà hát được đó. Như vậy là cái vinh dự đó không phải riêng cá nhân mình mà của giới nhạc sĩ Việt Nam. Mà tôi có hỏi là thế này, thiếu gì bài của Nhật, của Tây Ban Nha, của Đức, của Pháp rất hay mà không chọn. Nó những người đó khi họ viết cái bài đó hình như họ quên một cái yếu tố là chống phân biệt chủng tộc, mà họ chỉ nói về hòa bình thôi. Còn cái bài của Việt Nam mình là có một cái câu thôi, vàng trắng đen tuy khác màu da, là chống phân biệt chủng tộc nữa. Tức là đương nhiên là mình thắng so với các cái bài hay của người ta đó. Cho nên có thể nói là họ nói à, Việt Nam tuy là nhỏ bé nhưng mà phải nói là vừa hòa bình hữu nghị mà cả chống phân biệt chủng tộc nữa. Và được biết thì mình là một người con của miền Trung. Ở miền Trung của mình thì cũng có rất là nhiều những con sông đẹp, những con sông lớn và có những khung cảnh rất là thơ mộng. Nhưng không hiểu lý do tại sao là nhạc sĩ Trương Quang Lục lại có nặng tình với những con sông ở Nam Bộ, chẳng hạn như là ca khúc Vàm Cỏ Đông. Và lý do tại sao mà nhạc sĩ lại sáng tác nên ca khúc Vàm Cỏ Đông ạ? Khi mà ra tập kết ở Bắc năm 54 cho đến năm 66 thì phải nói là mười mấy năm trời mình cứ trăn trở phải viết cái gì cho quê hương miền Nam. Thì cũng cứ có ý định là thế này, bất cứ những cái gì về quê hương miền Nam là mình cứ viết, chứ không có cứ gì là phải là Quảng Ngãi mình mới viết. Cho nên khi mà bắt gặp cái bài thơ của nhà thơ Hoài Vũ về Vàm Cỏ Đông thì tôi thấy mình có thể thổ lộ cái tình cảm của mình đối với quê hương á qua bài hát này. Cho nên đó là cái tình cảm đối với miền Nam nói chung, chứ không riêng con sông đó. Nói về quê hương của mình, trong tâm trí của mình thì nhạc sĩ hay nghĩ về điều gì nhất khi mà chúng ta đang phải ở xa quê mình như vậy? Tôi nghĩ rằng là đối với quê hương mình á, ngoài những tên làng, tên núi, tên sông, ví dụ núi Thiên Ấn, sông Trà Khúc, bãi biển Mỹ Khê, rồi núi Thiên Búc. Ở Quảng Ngãi thì là ngày xưa có cái đoàn du kích Ba Tơ rất là mạnh. Rồi trong kháng chiến chống Mỹ thì có Ba Gia, Vạn Tường rất là nổi tiếng. Thì tất cả những cái mà tôi nói như thế thì thật ra là tôi đã đưa vào trong cái bài hát của tôi. Đó là bài Quảng Ngãi Đất Mẹ Ngoan Cường. Xin du kích Ba Tơ trong kháng chiến từ núi rừng sông bãi, không cho quân giặc chiếm bao giờ. Mẹ bao thân thương tiếng ấy.
hát bờ xe ven sông Trà Khúc, tiếng hát quật khởi đêm ngày không dứt, mùa cá chuồn dày bên đêm đêm nổi sóng những con thuyền trong ngóng đón chờ ai. Tất nhiên là để viết được bài đó là tôi phải tham khảo rất nhiều thơ văn tài liệu về Quảng Trị, trong đó nếu mà người nghe có thể cảm nhận có cái giai điệu bài chòi trong đó, cái điệu xuân nữ bài chòi trong đó, và có cái giai điệu của cái điệu hú dịch chì. Hú dịch chì tức là kéo lưới, kéo lưới trên biển quê hương chỉ có Quảng Ngãi mới có. Dạ, và một lần nữa thì xin phép được thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Tú Trinh xin được cảm ơn nhạc sĩ Trung Quang Lục rất là nhiều với những chia sẻ và tâm sự gần gũi vừa rồi. Con cũng xin được chúc bác là sẽ luôn dồi dào sức khỏe và sẽ còn cống hiến nhiều hơn nữa trên con đường nghệ thuật. Cảm ơn bác rất là nhiều. Thưa quý vị, như vậy là có thể thấy là tuy thời lượng của chương trình không quá dài, nhưng mà quý vị cũng đã có thể cảm nhận được và một lần nữa lại càng thêm tin yêu hơn nữa những người con đến từ quê hương miền Trung. Dù đang sinh sống và làm việc ở đâu thì cũng luôn luôn nhớ về quê hương của mình. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng Bihuda đậm tình miền Trung thuộc tập đoàn Casper đến đây xin được khép lại. Tú Trinh và nhạc sĩ Trương Quang Lục xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.